Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất của báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Ngày 19 tháng 1, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tư liệu hiện vật quý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa tặng Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Đà Nẵng đã trao tặng hai bức ảnh là tư liệu quý về Hoàng Sa cho ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa. Hai bức ảnh quý trao tặng lần này được sưu tầm tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bức ảnh thứ nhất ghi lại cảnh lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 1959. Bức ảnh thứ hai chụp tại cảng Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 2 năm 1959, ghi lại cảnh chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quyết định thả ngư dân Trung Quốc xâm nhập trái phép quần đảo Hoàng Sa. Hai bức ảnh quý này sẽ được trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng trao tặng ấn phẩm Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng số mới nhất với 4 bài nghiên cứu về Hoàng Sa. Đây những tư liệu mới là một trong những bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20 tháng 1 trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ giữa các quốc gia, là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền, cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt không thể tách rời, là một phần lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Đó là chân lý bất di bất dịch trong trái tim của con dân đất Việt từ bao đời nay. 50 năm trôi qua, kể từ ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép, hai tiếng Hoàng Sa vẫn luôn là nỗi đau đáu của người Việt. Thông tin ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Vùng biển nước ta có diện tích khoảng 1 triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện tích Biển Đông. Vùng biển nước ta có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ được phân bố khá đều theo chiều dài bờ biển và hai quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc là Hoàng Sa, Trường Sa. Bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này đã và đang được nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế và nhiều nhà khoa học khẳng định. Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo này là rõ ràng, liên tục, hòa bình, phù hợp với nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ hiện hành, nguyên tắc chiếm hữu thật sự của công pháp quốc tế. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ từ thế kỷ thứ 17 cho thấy hai quần đảo được thể hiện liền một dải, bao gồm cả Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa, và ban đầu được người Việt gọi chung một tên nôm là Bãi Cát Vàng, thể hiện trong bản đồ cổ của Việt Nam mang tên Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, do nhà địa lý Đỗ Bá biên soạn và hoàn thành năm 1686. Vào nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn tổ chức đội Hoàng Sa lấy người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Nghĩa ra quần đảo Hoàng Sa thâu lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản quý hiếm mang về dâng nộp. Chúa Nguyễn lại tổ chức thêm đội Bắc Hải lấy người thôn Tứ Chính hoặc xã Cảnh Dương, phủ Bình Thuận cấp giấy phép ra quần đảo Trường Sa với cùng nhiệm vụ như đội Hoàng Sa. Suốt trong 3 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 17 đến cuối thế kỷ thứ 19, dù trải qua nhiều triều đại khác nhau, nhà nước quân chủ Việt Nam đều đã xác lập và triển khai thực hiện các hoạt động quản lý và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và không gặp phải bất kỳ sự tranh chấp, phản kháng nào. Thực tế này được chứng minh trong nhiều tư liệu, sách cổ, văn bản pháp lý của nhà nước, bản đồ thể hiện việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được lưu giữ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
như toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư của Đỗ Bá, Tự Công Đạo sưu tập, biên soạn và hoàn thành năm 1686, Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn năm 1776, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú năm 1821, Hoàng Việt Địa Dư Chí năm 1833, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên năm 1844 đến năm 1848, Đại Nam Thực Lục Chính Biên năm 1844 đến năm 1848, Việt Sử Cương Giám Khảo Lược năm 1876, Đại Nam Nhất Thống Chí năm 1882. Đặc biệt, bộ Atlas Thế Giới của Philippe van der Maelen xuất bản năm 1827 tại Bỉ, trong đó vẽ và miêu tả rõ quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Vương quốc An Nam. Ngoài ra, các châu bản triều Nguyễn là các văn bản hành chính chính thức của triều đình nhà Nguyễn. Từ năm 1802 đến năm 1945, có dấu son của vua là bằng chứng quan trọng khẳng định việc nhà nước quân chủ Việt Nam đã xác lập và triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo, như hàng năm cử các đội Bắc Hải kiêm quản đội Hoàng Sa ra hai quần đảo khai thác các tài nguyên sản vật trên biển và thu lượm hàng hóa trên các tàu bị đắm, đo đạc vẽ bản đồ, dựng bia, lập miếu, trồng cây, cứu trợ các tàu thuyền nước ngoài gặp nạn. Đây là các tài liệu quý giá của triều đình nhà Nguyễn để lại cho thế hệ sau. Khối tài liệu châu bản đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu cấp quốc tế. Năm 1975, cùng với tiến trình giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giải phóng các đảo do quân đội Sài Gòn đóng giữ như đảo Trường Sa, Sơn Ca, Nam Yết, Song Tử Tây, Sinh Tồn và An Bang thuộc quần đảo Trường Sa. Đồng thời, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 năm 1976 đến 1981, Quốc hội của nước Việt Nam Thống Nhất được bầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1976, đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiếp tục quản lý và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bằng nhiều hoạt động, vừa đảm bảo đầy đủ và đúng thủ tục trên phương diện đấu tranh pháp lý, vừa đảm bảo củng cố và duy trì sự hiện diện của quân và dân trên các thực thể địa lý hiện đang đặt dưới sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, năm 1982, Việt Nam đã thành lập huyện Hoàng Sa và huyện Trường Sa, mà nay huyện Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trong huyện Trường Sa có các đơn vị nhỏ hơn trong đó như thị trấn Trường Sa, bao gồm đảo Trường Sa lớn và phụ cận, xã Song Tử Tây, đảo Song Tử Tây và phụ cận, xã Sinh Tồn, đảo Sinh Tồn và phụ cận. Như vậy, Việt Nam có đầy đủ các chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để chứng minh và bảo vệ chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này qua các thời kỳ lịch sử. Cần nhớ rằng, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 10 năm 1970 ghi rõ lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một sự chiếm đóng quân sự, kết quả của việc sử dụng vũ lực trái với các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh thổ của một quốc gia không thể là một đối tượng thụ đắc bởi một quốc gia khác do đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực. Bất kỳ sự thụ đắc lãnh thổ nào bằng sự đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực đều là bất hợp pháp. Do đó, việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam ngày 19 tháng 1 năm 1974 là trái ngược với luật quốc tế, không thể mang lại danh nghĩa pháp lý cho nước này đối với quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa vẫn mãi là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!